Xin chào tất cả các bạn, tôi đến từ website bán hàng trực tuyến basen.vn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu những cái dòng mắt kính, kính bơi, tại vì sắp tới là đến cái mùa bơi lặn, mùa hè đó, nên là cái việc mà các bạn cần một cái kính bơi để đi chơi hoặc đi du lịch hoặc đi bơi các cái hồ rất là quan trọng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu những cái dòng kính view của Nhật, hàng chính hãng của Nhật nha các bạn. Khi nói đến các cái thương hiệu của Nhật thì các bạn sẽ thấy được rằng là họ chú trọng đến, thứ nhất là cái chất lượng của nó rất là cao, độ tinh xảo của nó rất là cao, và hơn nữa tất cả cái dòng kính bơi của Nhật đó, nó đều thiết kế để phục vụ cho một cái mục đích riêng. Đối với những cái dòng mà kính của những nước khác, ví dụ như Trung Quốc, Hàn Quốc hay là đấy chẳng hạn, thì họ chỉ đơn thuần là một vài hai mẫu kính khác nhau để phục vụ cho cái đối tượng, chỉ chung một đối tượng. Tuy nhiên là hàng của Nhật thì nó có đặc điểm khác, đó là thứ nhất đó, là nó mỗi một, ví dụ như là trẻ em, nó sẽ có một cái kính riêng cho trẻ em, và nó thiết kế riêng để phục vụ cái về những cái kích cỡ hút mắt và những cái tập tính thói quen của trẻ em, người lớn, phụ nữ, rồi thi đấu, rồi các cái dòng chức năng khác để phục vụ các nhu cầu khác, nó đều có hết. Đối với kính, những cái dòng kính view á, thì nó có rất nhiều các cái mã để phục vụ cho cái nhu cầu riêng khác nhau. Tuy nhiên là tại website asen.vn chúng tôi có những mã sau đây, chúng tôi giới thiệu. Đây là dòng kính chuyên phục vụ cho các bé từ 4 cho đến 9 tuổi. Thì thực ra là bé nam bé nữ đều sử dụng chung một loại kính này, nó chỉ khác nhau về màu thôi. Chúng ta có màu hồng, màu xanh này, màu đen này, màu xanh blue này, màu xanh green này, màu blue nhạt này, green này, hồng này, xanh. Đó, đây là các màu. Tiếp theo á, các cái độ tuổi lớn hơn, ví dụ như là từ 10 cho tới 15 tuổi, tức là độ tuổi teen đó các bạn. Thì teen họ sẽ sử dụng những cái dòng màu như vậy. Tiếp theo nữa là các cái bạn trẻ, và ví dụ như là từ lớp 10, từ 14, 15 tuổi đó trở lên, khoảng tầm 21, 22 tuổi thì họ sẽ sử dụng cái dòng kính này. Thì thực ra tất cả những cái này nè, nó đều thiết kế riêng để phục vụ những đối tượng đó, và có những đặc tính của đối tượng, chứ không phải là bình sinh là nó chỉ ghi tên khác, mà thực ra chức năng á, thì nó cũng khác. Chút xíu là mình sẽ giới thiệu lại cái chức năng từng cái cho các bạn coi. Đây là dòng kính phục vụ cho con gái và phụ nữ, for women. Còn đây là dòng kính chuyên phục vụ cho nam. Nam mới sử dụng nha. Thực tế có bất cứ ai có thể sử dụng, nhưng mà phù hợp nhất thì sẽ cho nam. Còn đây á, là cái dòng kính chỉ dành cho thi đấu. Thi đấu nó rất là quan trọng ha, nên là có những dòng kính phục vụ riêng cho nó. Còn cái nhóm phía dưới cùng nè, nó phục vụ cho những cái nhu cầu riêng. Thích loại nào thì mình lấy cái loại đó. Ví dụ như đây, nó phục vụ cho cái kính, cái khuôn mặt của mình nhé, nó lớn một chút xíu. Còn đây là một thiết kế mà nó tương đối là nó lai giữa cái việc một kính thi đấu và một cái kính dòng thường. Thì tác dụng của nó là nó không cao cấp bằng cái dòng thi đấu, nhưng mà nó cũng chuyên nghiệp đó. Cho các bạn, ví dụ như là mấy bạn trẻ mà thi đấu ở trường chẳng hạn, hay là đi bơi mà cần sự chuyên nghiệp xíu thì sử dụng cái dòng này. Dòng này cũng tương tự, nó thiết kế nó đẹp hơn thôi.